Tình bạn của nghệ sĩ nhân dân Trung Đức với người tình sân khấu nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền. Nghệ sĩ nhân dân Trung Đức và nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền là những người bạn bằng tuổi, cùng sinh năm 1952 và từng được xem là cặp song ca ăn ý nhất của dòng nhạc truyền thống cách mạng. Tiếng hát của họ quyện hòa và nâng đỡ nhau khi thể hiện chung một tác phẩm. Dáng hình và tiếng hát của họ trên hàng trăm sân khấu lớn nhỏ đã trở thành hình ảnh không thể phai mờ trong ký ức của người yêu nhạc. Không chỉ trên sân khấu, cả hai cũng là những người bạn thân thiết ngoài đời. Nghệ sĩ nhân dân Trung Đức cho biết, dù có nhiều lời đồn đại về mối quan hệ của ông với bạn diễn Thu Hiền, nhưng giữa hai người rất trong sáng, không có gì ngoài tình bạn và sự quý mến. Theo thời gian, cả hai đều đã lên chức ông chức bà và sống an nhiên với hạnh phúc mình đang có. Tuy nhiên, nếu có ai gợi chuyện, hỏi han về nhau, cả nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền lẫn nghệ sĩ nhân dân Trung Đức đều dành cho nhau những lời trìu mến, thân thương và trân quý. Nghệ sĩ nhân dân Trung Đức cho biết, hiện nay ông và nghệ sĩ Thu Hiền vẫn hay được mời diễn chung. Tuy nhiên, hơn 2 năm qua, dịch Covid-19 khiến các nghệ sĩ không có cơ hội được lên sân khấu nhiều. Cùng lúc đó, nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền giờ cũng định cư ở thành phố Hồ Chí Minh, do vậy cả hai cũng ít có thời gian để gặp nhau. Trong mắt ông, Thu Hiền là một đồng nghiệp tuyệt vời, là người tốt tính, nhường nhịn và luôn giúp đỡ người khác, không bao giờ kiêu ngạo. Bà cũng là thầy của nhiều giọng ca thành danh trong các cuộc thi Sao Mai. Cả hai có nhiều kỷ niệm khi đã đi diễn cùng nhau khắp trong và ngoài nước, cả những vùng biên giới, hát phục vụ bộ đội. Cũng chính nghệ sĩ Thu Hiền là người đã dạy Trung Đức hát dân ca. Tôi cũng thuộc kiểu tiếp thu nhanh, nên Thu Hiền dạy gì tôi đều lĩnh hội khá nhanh. Do đó, Hiền không phải dạy lại nhiều lần. Ca sĩ gạo cội tâm sự. Trước tin đồn tình cảm muôn thuở xoay quanh mối quan hệ giữa hai người, nghệ sĩ Trung Đức phủ nhận. Ông khẳng định, mình và nghệ sĩ Thu Hiền hoàn toàn trong sáng, không có tình ý gì với nhau. Chúng tôi chỉ là bạn bè và đồng nghiệp thân thiết thôi, ông nhấn mạnh. Thu Hiền cũng dạy rất nhiều giọng ca thành danh trong các cuộc thi Sao Mai. Cô ấy sống rất tốt tính, nhường nhịn và luôn giúp đỡ người khác. Cô ấy chưa bao giờ có tính kiêu ngạo hoặc phân biệt này kia với ai. Thu Hiền trong sáng lắm, không có tình ý gì với nhau đâu. Chúng tôi chỉ là bạn bè và đồng nghiệp thân thiết thôi. Tôi mà có yêu cũng yêu người trẻ, ngoài nghề, chứ không yêu người trong nghề đâu. Chúng tôi có với nhau nhiều kỷ niệm lắm, đi diễn với nhau khắp Đông Tây Nam Bắc, tỉnh nọ tỉnh kia và cả biên giới. Chúng tôi còn bò lên chốt ở biên giới mà hát phục vụ bộ đội. Cũng đi lưu diễn nước ngoài không biết bao nhiêu lần. Đi đến đâu, bà con Việt Kiều cũng rất yêu mến và tự trả cát xê cho chúng tôi. Nam nghệ sĩ tiết lộ, sắp tới ông cùng nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền sẽ hội ngộ, chuẩn bị ra mắt một đĩa nhạc chung, hát những ca khúc đi cùng năm tháng. Ở cái tuổi ngoài 70, nghệ sĩ nhân dân Trung Đức vẫn tràn đầy nhiệt huyết và đam mê với âm nhạc. Ở ông vẫn toát lên vẻ nhanh nhẹn, tích cực. Ông cũng là một trong những nghệ sĩ ở tuổi thất thập cổ lai hy, vẫn thường xuyên tham gia biểu diễn. Đồng thời, ông cũng tham gia công tác giảng dạy ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và một số bạn trẻ yêu thích ca hát. Nói về cuộc sống của mình, nam nghệ sĩ tiết lộ, bản thân ông vẫn sống rất vui vẻ, cuộc sống đầy đủ. Ông có thể sống thoải mái bằng lương hưu và cát xê đi diễn. Hiện tại, ông đang sống cùng con gái mới ở Đức về. Đồng thời, để giữ sức khỏe và giọng hát, nghệ sĩ gạo cội cũng chăm tập thể dục. Hàng ngày, ông dậy từ 4 giờ sáng để tập thể dục và 6 giờ là đi ăn sáng, cà phê với bạn bè. Tôi vẫn luyện thanh đều đặn, ngày hơn 30 phút không hề mệt. Giọng của tôi ở thời điểm hiện tại vẫn rất tốt, lên những nốt cao vẫn ổn lắm, nghệ sĩ nhân dân thổ lộ. Trung Đức, sinh ngày 23 tháng 3 năm 1952, là nghệ sĩ nhân dân, được biết đến với vai trò là ca sĩ, hát những bài hát truyền thống thành công nhất với chất giọng cao, ấm và truyền cảm. Ông còn là tác giả của một số ca khúc âm hưởng dân ca như Nhớ về Hội Lim, Em đi Chùa Hương, thơ của Nguyễn Nhược Pháp, Chân quê, thơ của Nguyễn Bính, Gọi em, dựa theo tiếng hát khan Tây Nguyên. Trung Đức sinh ra ở làng La Cả thuộc Hà Đông, Hà Nội. Trong gia đình không ai theo nghệ thuật, bố mẹ đều là nông dân. Sau đó, đăng ký dự thi vào đoàn văn công Hà Đông và trúng tuyển.
năm 1972, ông đi bộ đội. Một năm sau đó, ông về học tại Nhạc viện Hà Nội, tức Học viện Âm nhạc Quốc gia. Sau khi ra trường, ông về công tác tại Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long, rồi chuyển sang Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam. Thấy Đoàn Văn Công Hà Đông tuyển người, ông đăng ký dự thi, trúng tuyển, rồi được đi học tại Nhạc viện Hà Nội. Người thầy đầu tiên của ông là nghệ sĩ nhân dân Quý Dương. Giọng hát gắn bó với các bản tình ca về Trường Sơn tâm sự: "Tôi nghỉ hưu rồi nên chuẩn bị cho tuổi già, sẽ đi lang thang, đi khắp đất nước, sẽ vừa đi vừa hát, vừa đi vừa sáng tác và chấp nhận suốt đời làm người nghệ sĩ." Còn Thu Hiền, tên thật là Nguyễn Thị Thanh Hiền, sinh ngày 3 tháng 5 năm 1952, là một nữ ca sĩ nổi tiếng với những ca khúc nhạc cách mạng, trữ tình, dân ca. Năm 1993, bà được nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Thu Hiền sinh ra tại Đông Hưng, Thái Bình, nhưng nguyên quán ở Đào Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ. Trong thời gian hoạt động tại chiến trường, bà còn có bí danh Thanh Hồng. Nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền từng là giám đốc Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam.